Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền nha anh em ơi. Bữa nay mình sẽ quay cho anh em xem một mẫu tàu nhựa composite dài 24m được đóng theo nghị định 17 năm 2019 nha anh em. Bây giờ mình sẽ quay anh tài công ảnh xây trở con tàu này trong khu vực cảng hẹp cho anh em xem. Sau đó mình sẽ quay mẫu tàu năm 2019 và mẫu tàu năm 2018 cho anh em xem, so sánh sự khác biệt giữa hai mẫu tàu nha anh em. Mẫu tàu năm 2019 theo mình nhận định là nó đóng rất là đẹp, và bây giờ mời anh em theo dõi video để thấy cái sự khác biệt giữa hai mẫu tàu. Đây mình quay cảnh anh tài công của tàu nghị định 17 ảnh xây trở cua đầu ở trong khu vực cảng hẹp cho anh em xem nha. Đây là cảng cá Mỹ Tân, một cái khu vực cảng khá là chật chội. Tài công đang xây trở đợt cua đầu. Cảng này, khu vực cảng nó phía bên này nó vừa chật và nó vừa cạn nữa. Cho nên những con tàu dài tầm 24m mà muốn xây trở đầu ở trong khu vực cảng này thì rất là khó. Không phải là việc dễ dàng gì. Đây. Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền nha anh em ơi. Mình quay anh em xem một tàu cá composite được đóng theo tàu mẫu mới, mẫu 2019. Mẫu này nó dây mũi nó bung rộng và nó bầu hơn nha anh em. Nó không có như giống như cái mẫu cũ. Mình kéo gần cho anh em xem cái mẫu mới nè, mẫu 2019. Cái điểm khác biệt rõ nhất đó là ở trước cái dây mũi của tàu. Đây. Số niêm rô là 020B4. Đây, mũi tàu giống như mình nói là nó không có ni giống như cái mũi tàu của mẫu cũ ha.
Mẫu này bầu và rất là đẹp. Sáu mũi lượng giống như mũi của ghe, không có quá gãy. À, hai con giềng trên thì được bọc nóc hoàn toàn. Mẫu tàu rất là đẹp. Đây, zoom lại gần khu vực chủ cáo. Chủ cáo ở trên sơn quá nhiều màu. Đặc biệt là tàu của Ninh Chữ thì anh em xem cỡ kẻ ghi gỗ và tàu composite thì đều có cái dàn hàng hải nha anh em. Dàn hàng hải là nó được gác từ chủ cảo kéo dài ra cabin. Đây là cái điểm đặc biệt của phọt tàu và phọt ghe của Ninh Chữ. Tàu này ở Mỹ Tân nha anh em. Tàu sơn màu rất là đẹp. Trên tàu được trang bị đầy đủ tất cả các trang thiết bị điện tử hiện đại. Đặc biệt là tàu này không có sử dụng bóng điện, bóng siêu hay keo áp, mà sử dụng hoàn toàn bóng điện LED. Mẫu tàu quá đẹp. Mình thấy cái mẫu tàu này cũng khá lâu, nhưng bữa nay mới có cái cơ hội mà neo gần. Quay lại anh em xem. Ninh Chữ 02034 9 điểm. Cái điểm đặc biệt của mẫu tàu, cái số Nimro này là mình chưa bao giờ thấy cái số Nimro nào mà có cái số 0 ở trước. Đây là lần đầu tiên số Nimro số 0 ở trước, 02034TS. Đây là tàu được đóng theo vốn cho vay của nhà nước, nghị định 17. Nghị định 17 thì ra sau nghị định 67 và nghị định 68 nha anh em. Đây bên hông tàu đây hình như có một cái vợt mút cá đang bỏ dọc theo hông tàu. Này có bành đèn, hệ thống điện LED. Cảng cửa Mỹ Tân, tàu này đang đậu trước mặt cảng cửa Mỹ Tân. Cửa Mỹ Tân thì cái dòng cửa nó rất là hẹp và phía bên trong cảng nó cũng rất hẹp, cho nên là những tàu này đa phần những cái mùa mà những cái tháng thời điểm mà dòng nước nó thủy triều nó cạn thì các cái con tàu lớn này đa phần là nó đậu ở phía bên ngoài cửa trước mặt làng luôn. Đây là làng Mỹ Tân, đây thôn Mỹ Tân, xã Mỹ Tường, ngay tại ông bô tàu có sơn lá cờ của Việt Nam rất đẹp, tự hào là người Việt Nam. Trên tàu có ba cái ống bô, một ống bô cho máy chính, hai ống bô cho máy nhỏ, có lẽ là máy trong đèn. Hệ thống điện LED, mình không biết là hệ thống điện LED này nó có nặng quá không thì không rõ. Đa phần điện LED thì nó nhẹ quá hơn bóng dây tóc, bóng siêu. Bây giờ mình sẽ quay qua mẫu tàu cũ cho anh em so sánh. Hồi nãy giờ mình giới thiệu cái mẫu tàu mới thì thực tế ngay bên hông luôn nó cũng có cái con tàu của mẫu cũ cho anh em xem thử cái mẫu tàu lúc nãy nó giống như cái mẫu tàu này như thế nào và giống như mình mô tả hay không. Đây là mẫu tàu từ năm 2018 đổi về trước, khoảng tầm năm mẫu này có lẽ là mẫu 2017 và 2018. Thì cái mẫu này nói chung là cũng không phải là cái mẫu trước đó lắm,
khoảng tầm năm 2018 thì nó rộ cái mẫu tàu này có kiểu cabin 2 tầng. Còn các cái mẫu tàu trước đó nữa thì cabin hầu như không có tầng trên, nó có chia tầng nhưng mà cabin cổ. Đây, mẫu tàu cũ thì được đóng như thế này, dài mũi nó có nếp sóng và nó nia ra nhiều chứ nó không có bung cái mé tàu. À, mẫu tàu này cũng rất là đẹp, sử dụng hệ thống điện siêu cao áp và có chế đèn. Các cái mẫu tàu của và các cái mẫu tàu cá của Ninh Chữ, cỡ cả tàu nhựa và tàu vỏ gỗ thì mình thấy được trang bị hệ thống điện thì rất là ít so với tàu cá của Bình Định. Thì đặc biệt trên tàu cá này thì chỉ có một cái máy chạy điện thôi, gồm có một ống bô của máy chạy chính và ống bô của máy chạy điện. Dĩa này là hình như cái dĩa giò nước ha. Đây, mẫu tàu của 2018 đổi về trước. Trên giữa đây cũng có một cái con tàu nhựa nhưng mà đóng theo mẫu của tàu vỏ gỗ. Nhân tiện đây mình cũng quay cho anh em xem luôn, cũng rất là đẹp ha. Tàu nhựa đóng theo mẫu của phong cách của tàu vỏ gỗ. Này, mình quay xe cho anh em xem là quan sát giữa hai mẫu tàu, mẫu 2019 và mẫu 2018. Anh em xem cái sự khác biệt nó có giống như mình mô tả hay không nha. Đó, hai dây mũi tàu nó hoàn toàn khác nhau nha anh em. Rất đẹp, mẫu tàu nào cũng đẹp hết. Mỗi năm ra một cái mẫu khác nhau. Thank you.